Mời bạn ngồi đây. Chào bạn, bạn tên gì? Em tên là Huệ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Và em mới 27 tuổi thôi. 27 thì mình nói 27, mình nói 28 chi cho nó già. Nhưng mà người ta nhìn vô hồ sơ người ta nói em 28. Vậy hả? Huệ đang làm việc ở đâu? Em làm ở dưới Bình Dương, là nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán. Rồi, Huệ 28 tuổi, làm nhân viên kế toán. Mời chàng trai. Bạn có thể giới thiệu tên mình cho người bên kia nghe. Dạ, em tên là Tường Thoại, năm nay em 29 tuổi. Dạ, hiện giờ em làm nhân viên giáo vụ ở một trường học. Và em có dạy thêm tin học cho mấy bé trường học. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì nó đặc biệt lắm. Thì em chỉ cần là bạn hiền, biết tôn trọng mình với gia đình mình. Rồi đặc biệt một cái nữa là biết nấu ăn. Đấy, bạn đưa ra tiêu chuẩn tôi thấy dễ lắm. Dạ. Vậy còn Huệ thì sao? Huệ đến với chương trình với mong muốn là mình tìm một người yêu hay là mình tìm một người để mình tiến tới hôn nhân luôn? Dạ, trước tiên là người yêu trước chị. Người yêu trước ha. Dạ. Nếu được thì bao nhiêu lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ, chắc năm sau. Năm sau? Vậy thì bạn mong muốn người yêu của mình là người như thế nào? Em mong muốn người yêu của em là có một chút xíu gia trưởng, quyết đoán, mạnh mẽ, nam tính, đừng có phóng khoáng. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Không hút thuốc nè, cao 1m67 trở lên. Dạ. Bạn cao bao nhiêu? Em cao 1m50. Vậy bạn không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích bạn trai nhậu nhiều rồi đê về nhà quậy phá. Ồ, bạn bên kia bạn có nhậu nhiều không? Bên đây bạn nữ không có thích người nhậu nhiều đâu nha. Dạ, tôi đổ tường không dính nào chị ơi. Bạn bên kia yêu cầu là một người rất là hơi gia trưởng chút xíu, nam tính. Anh nhìn thấy em sao anh? Hơi yếu yếu. Bạn trong nó mạnh lắm anh. Có ai nói vậy chưa? Có ai nói bạn yếu yếu không? Dạ cũng có, tại vì em thấy em không dính cái gì nó của con trai nó hư trơn nên người ta cứ nghĩ em là yếu, nhưng mà thật sự em không có yếu. Chắc không? Có chắc không? Dạ cũng chắc đó chị. Huệ ơi, nhưng mà dạ, mình từ xưa tới giờ bạn đã có mấy mối tình rồi? Dạ một. Một. Cách đây bao lâu rồi bạn? Cách đây hai, chia tay một năm rồi chị. Chia tay một năm. Thì lý do tại sao mình chia tay? Là gia đình bạn trai với gia đình em không có đồng ý. Ủa làm sao? Bây giờ mà nó xa quá nên không có đồng ý cho em đi xa. Ủa mà anh ơi, anh quê ở đâu vậy? Dạ em ở đây chị ơi. Ở đây mình luôn hả? May dạ quá. Trời ơi, tự nhiên mình quen nhau yêu nhau rồi bây giờ xa gia đình ta không chịu là thôi hả bạn? Dạ. Ồ, cũng khó quá ha. Còn gia đình bạn nam gia đình khó không? Lắm. Dạ gia đình em cũng dễ lắm anh. Bạn có bao nhiêu người trong gia đình? Dạ em có ba mẹ với lại đứa em. Vậy là hết rồi, có hai người thôi. Dạ. Lấy vợ về ở nhà hay là ba mẹ cho ra riêng? Thì cũng ở với nhà một thời gian rồi đó tính sau. Bạn dạ nữ có thích làm dâu không? Dạ không thích. Tại sao vậy? Tại vì em thích sự tự do. Tự do nhưng mà bây giờ bên kia mà bạn trai người ta mong muốn là bên bển ba mẹ bạn ấy muốn là bạn nếu, làm dâu. Nếu mà trong thời gian ngắn thì được. Thời gian ngắn là sao bạn? Thì ví dụ như sống nửa năm một năm thì được. Ở gì, luôn được không? Gì kỳ vậy? Ở luôn. Ba mẹ anh dễ lắm em ơi. Thì em cảm thấy không có thoải mái khi sống như cùng với. Hay là bạn có những cái khuyết điểm gì bạn sợ là ba mẹ chồng của bạn sẽ nhìn thấy những khuyết điểm đó như là bạn bê bối bạn hay là sao không chăm sóc chu đáo cho gia đình chẳng hạn? Không chị, em tin là em có thể chăm sóc gia đình tốt. Vậy thì mình chăm sóc ba mẹ chồng cũng giống như ba mẹ mình thôi. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn nè, bạn bên kia là nhất định là không làm dâu rồi đó. Dạ. Không biết ba mẹ bạn có đồng ý không? Em cũng không biết. Không biết giờ mình hỏi ha. Hôm nay có ba mẹ mình ở đây không? Dạ có. Có hả? Rồi xin hỏi ba mẹ của chào cô chú. Dạ xin chào. Cô gái nói rằng là không đồng ý làm dâu thì chú tính sao? Theo tôi nếu mà một người con gái đi lấy chồng mà không muốn làm dâu thì cũng hơi khó đấy. Đấy là không phải là một cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Dạ. Đấy, người phụ nữ Việt Nam là luôn luôn là muốn là cùng ở chung với gia đình để phụng dưỡng bố mẹ, dù là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ của mình cũng phải coi như là bố mẹ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô chú ạ. Vụ này căng nha. Dạ chào chị. Chào bạn. Bây giờ hỏi bạn nè. Sao chị? Có vẻ là hai bác không ưng bụng lắm, nhưng bây giờ mở màn lên là cô bạn bên này rất là dễ thương. Dạ. Cái nhìn đầu tiên là xét đánh ngang tai. Dạ. Rồi bây giờ bạn tính sao? Thì như ba mẹ em nói là nếu mà em với bạn ấy có thể yêu nhau là đến hôn nhân
thì tụi em có sẽ có quyền quyết định của tụi em. Ba mẹ là chỉ coi là như là ba mẹ định hướng qua một bên. Dạ luôn. Không, ba mẹ nói là ba mẹ định hướng thôi chứ không ép buộc. Thì em tin là một là em có thể nói được với cô ấy, hai là có thể bàn bạc lại. Có nghĩa là nói với cô ấy là về làm dâu. Dạ. Còn nếu cô ấy vẫn cương quyết không về thì coi như là mình đi theo cô ấy luôn. Em tin là em có thể thuyết phục được. Phải không? Dạ. Rồi để tôi về tôi thuyết phục phụ nha. Dạ, tôi thấy cảm ơn chị nhiều. Thấy là hai đứa là không có chịu rồi đó. Cái vụ này không có được nha em. Dạ. Rồi để anh coi. Người lớn người ta nói đúng rồi đó. Em, đó. Đâu mà, đâu có gì đâu. Thì... Về ở chung ba mẹ lo mà. Dạ, chị cũng sướng quá. Ừ, có sướng có gì đâu. Lâu nấu cơm bữa chứ giờ đâu phải như ngày xưa mà bắt phải chăm sóc ba mẹ rồi được đầy đủ chứ đâu phải đâu. Sáng đi làm mà nấu ăn sáng cho ba mẹ xong rồi chiều về nấu cơm chiều thôi mà. Dạ thấy cũng tốt. Được rồi. Có đâu ăn nhiều khi có nhiều ba mẹ chồng hả, sáng dậy là coi như ba mẹ chồng có nhiều mẹ chồng làm đồ ăn sáng sẵn cho hai đứa con ăn. Đúng đi làm về là có cơm sẵn cho ăn luôn á. Em thấy ba mẹ của bạn ấy thì sao? Dạ nhìn thấy bác cũng hiền. Hiền quá đi chứ. Chịu chưa? Dạ. Chịu làm dâu không? Để em trả lời với bạn đó. Đúng rồi, người ta chưa gặp mặt nhau rồi biết đâu trả lời. Trời ơi, gài hàng quá Linh ơi. Thôi vậy được rồi đó, thì ít có khi nào có hai bác đầy đủ đây nha. Hai bác quyết định rồi đó. Mốt cưới luôn á. Rồi kéo màn lên gặp luôn. Làm cho nó sơm tụ luôn ha. Dạ yeah. Màn lên kéo đi. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau và quyết định bấm nút. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ anh chào anh. Ờ, giờ em đang làm Bình Dương hả? Dạ. Nhà em ở đâu lận? Em đi làm xa hả? Em ở trọ ở bên Bình Thạnh á. Nhà em ở Tây Ninh. À dạ em lên Tây Ninh hả? Dạ. Vậy em đi bằng xe đưa rước hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ anh đẹp trai á. Mới có người khen lần đầu ấy. Ồ dạ hả? Thì cảm ơn em đi. Cảm ơn em nhiều. Những cách nói chuyện của anh thì em cũng cảm thấy anh cũng hơi yếu đuối đúng không? Không có quyết đoán mạnh nhiều đúng không? Không, do giọng nói thôi. Chứ tính sự việc đó thì mình sẽ quyết đoán theo kiểu của mình. Thế để sau này có gì thì nhận xét sau ha. Giờ cứ bấm nút đi, nhận xét sau. Đúng không? Sao không chịu tâm sự nói chuyện chứ mình cứ rủ người ta bấm nút hoài vậy? Vậy cho lẹ chị ơi, ngồi đó hai bạn gung hết rồi lấy gì nói chị. Anh nói đi, em đâu có rung đâu. Thì em cứ hỏi đi, anh nói. Thấy 28, 29 tuổi là cũng lớn rồi đó. Mình phải tính được cưới luôn rồi, phải sanh con đẻ cái nữa chứ. Thôi là muộn á. Dạ. Thế em muốn sao đẻ mấy đứa con? Em á hả? Ừ. 3 đứa. Đủ không? Đủ nổi không em? Sao giật mình 3 đứa con sao giật mình dữ vậy? Em chỉ ước được 2 thôi. Một nam một nữ thôi là được. Em vui lắm rồi. Buồn lắm. Buồn lắm hai. Thôi vậy cũng được. Rồi sao em ba phải quá vậy? Cái gì em cũng được hết vậy? Muốn làm dâu không? Hỏi em đi. Thì giờ bây giờ ba mẹ em nói anh nói vậy á thì em thấy sao? Đó em dễ bị thuyết phục lắm. À vậy hả? Ba mẹ hiền, ba mẹ dễ thương. Vậy là... anh coi như câu trả lời của em là đồng ý rồi đó. Cài hàng quá ha, ông cài hàng ghê luôn. Hết thời gian các bạn. Đặt tay ra sau nút nha, suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 tới hết thời gian là không bóng là thôi nha. 1 2 3 em dạ mới đếm có 2 à mà em nhấn nút rồi. Nhưng sợ hư nút chị ơi, nhấn vô cả chắc chị. Còn em cảm nhận như thế nào? Thấy anh hiền quá, em phải huấn luyện cho nó dữ dằn lên một chút mới được. Ủa chồng hiền thì tốt sao phải huấn luyện cho người ta dữ dằn? Không được đâu chị ơi, hiền quá. Hiền quá hả? Dạ. Hiền quá mà cũng nhấn nút bây giờ huấn luyện cho nó dữ dằn. Dạ. Trời ơi, hai bạn này gu cũng lạ lắm nè. Có đi chứ cũng rất là vui vì cũng đã mai mối được cho hai bạn thành công. Có thể đó là những bước đầu, còn nhiều cái e ấp ha, còn nhiều cái chưa có hiểu hết. Thì chương trình sẽ tạo điều kiện cho hai bạn, tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đó là cơ hội đầu tiên để hai bạn hẹn hò với nhau. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được những cái điểm chung. Rồi nhớ có gì là phải về làm dâu nha. Hứa rồi đó. Dạ. Cảm ơn hai bạn.